Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 6, ông Võ Đức Trong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã đến dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ dân gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã Trảng Bàng. Trong thời gian qua, Ban Vận động Quản lý và Sử dụng Quỹ vì Người nghèo thị xã Trảng Bàng đã nhận được sự quan tâm của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các mạnh thường quân. Qua đó đã tiến hành rà soát xét chọn các đối tượng và triển khai khởi công 16 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà có chi phí xây dựng trị giá 90 triệu đồng, được trích từ Quỹ vì Người nghèo tỉnh, huyện và sự đóng góp của các mạnh thường quân. Ngoài ra, công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh còn hỗ trợ thêm cho mỗi căn 60 bao xi măng. Đến nay, các căn nhà đã được xây dựng hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng. Chúng tôi mong muốn là các đồng chí tiếp tục vận động, tuyên truyền để mọi người dân, doanh nghiệp hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc trong cái việc mà chúng ta thực hiện chăm lo cho người nghèo, để tiếp tục làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của Mặt trận Tổ quốc trong việc hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và công tác giảm nghèo bền vững.